một ngày biến động, hai sếp dầu khí bất ngờ thôi chức. Sau 2 ngày xin thôi chức, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro, ông Từ Thành Nghĩa đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng ý. Ngày 18 tháng 5, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã có quyết định cho ông Từ Thành Nghĩa thôi chức Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định này nêu rõ ông Từ Thành Nghĩa chuyển đến nhận nhiệm vụ ở văn phòng đại diện PVN phía Nam do Tổng Giám đốc Tập đoàn phân công với hàm trưởng ban. 2 ngày trước đó, vào ngày 16 tháng 5, ông Từ Thành Nghĩa có đơn gửi hai lãnh đạo PVN là ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch PVN và ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN xin chuyển công tác sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng Giám đốc Vietso Petro ngày 30 tháng 6 năm 2018 hết nhiệm kỳ. Ông Từ Thành Nghĩa sinh năm 1962, ông Nghĩa được ban lãnh đạo PVN và Liên doanh Việt-Nga bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Liên doanh này từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Trong đơn, ông Nghĩa viết, trong 5 năm qua, tôi đã dành hết tâm lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức rất lớn đối với Tập đoàn Dầu khí và Liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro. Ông Nghĩa cũng cho hay cá nhân và ban thường vụ đảng ủy và ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức thành công nhiều giải pháp mạnh, quyết liệt, đặc biệt trong quản trị tài chính, tiết giảm, tối ưu hóa chi phí. Điều đó, theo ông Nghĩa, đã giúp Vietso Petro vượt qua được khó khăn lớn nhất trong lịch sử kể từ khi khai thác dầu cho đến nay. Ông Từ Thành Nghĩa cũng cho biết lý do thôi chức là do qua một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ tổng giám đốc ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn thường xuyên có áp lực cao nên đã có một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị. Cùng ngày 18 tháng 5, PVN cũng có công văn thông báo chấp thuận cho ông Võ Quang Huy thôi giữ chức danh kế toán Vietso Petro theo nguyện vọng cá nhân. Ông Huy cũng được chuyển đến nhận nhiệm vụ tại văn phòng đại diện PVN ở phía Nam. Đồng thời, PVN cũng chấp thuận chủ trương để Vietso Petro thực hiện quy trình bổ nhiệm chánh kế toán thay ông Võ Quang Huy từ nguồn nhân sự tại chỗ. Thu nhập 15 triệu một tháng, Kiểm Lâm vẫn xin nghỉ việc cả loạn. Chế độ lương, phụ cấp rất tốt với mức thu nhập của cán bộ Kiểm Lâm, có thâm niên trung bình lên tới 15 đến 16 triệu đồng một tháng. Song, nhiều cán bộ vẫn xin nghỉ việc. Xin về hưu sớm, do áp lực, trách nhiệm bảo vệ rừng, ngày càng nặng nề. Chia sẻ tại tòa đàm, thực hiện chỉ thị số 13CT của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và kỷ niệm 45 ngày thành lập Lực lượng Kiểm Lâm Việt Nam, tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 5, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, tỉnh Phú Thọ, Đỗ Ngọc Đoàn cho biết. Hiện tại, chính sách chế độ của Kiểm Lâm khá tốt, cán bộ Kiểm Lâm có thâm niên ở địa bàn đang hưởng lương 15 đến 16 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập trên có thể nói là rất tốt, đầy đủ so với nhiều ngành khác, nhưng vẫn có trường hợp xin về hưu sớm. Do áp lực, trách nhiệm bảo vệ rừng ngày càng nặng nề, ông chia sẻ. Ông Đỗ Quang Tùng, quyền cục trưởng cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thừa nhận nhiều cán bộ Kiểm Lâm ở Quảng Nam có đơn xin nghỉ việc hàng loạt. Cho thấy, công tác bảo vệ rừng đang là áp lực chung của lực lượng Kiểm Lâm ở nhiều địa phương khác. Công việc trách nhiệm bảo vệ rừng đứng trước nhiều thách thức nặng nề. Ông Tùng cho hay, với cán bộ Kiểm Lâm trên 50 tuổi, để đảm bảo đi rừng, bám sát rừng, đặc biệt là khu vực có địa hình khó khăn, hiểm trở, cụ thể như khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Bởi, theo quy định, cán bộ Kiểm Lâm phụ trách địa bàn 2 đến 3 xã. Kể cả những khu vực có rừng đặc dụng, được bố trí Kiểm Lâm, thì mỗi cán bộ Kiểm Lâm quản lý khoảng 500 hecta rừng. Trong một ngày, một tháng, không đi hết các điểm được giao, nên anh em cũng cảm thấy xấu hổ, tự ti khi không hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, nhiều cán bộ, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng muốn xin nghỉ sớm. Ông Tùng cho rằng, cần phải có chính sách để cán bộ Kiểm Lâm có quyền được nghỉ hưu sớm, trước độ tuổi nghỉ hưu, trung bình nhà nước quy định. Theo Tổng cục Kiểm Lâm, việc quản lý, bảo vệ rừng, và quản lý vật tư lâm sản, luôn diễn ra rất gay gắt, phức tạp và nóng bỏng. Bọn buôn lậu lâm sản không thử thủ đoạn nào chống đối quyết liệt, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho lực lượng Kiểm Lâm khi thi hành công vụ. Thực tế, qua thống kê, trong 10 năm qua, cả nước xảy ra 432 vụ chống người thi hành công vụ,
trong đó có 10 kiểm lâm hy sinh. Khi bị các đối tượng phá rừng, lâm tặc tấn công. Sếp PBS đòi đánh phó ban trọng tài Thượng Bắc Chính Hà Bác Đoàn. Những cá nhân có địa vị có tiếng nói trong làng bóng đá Việt Nam đang khiến người hâm mộ càng niềm tin. Tối qua trên Facebook xuất hiện một đoạn băng ghi âm có nội dung liên quan đến cuộc họp ở VFF, cuộc họp do trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng chủ trì nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa phó chủ tịch VFF Trần Mạnh Hùng và phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, tổng thư ký Lê Hoài Anh cùng chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng tham dự. Nội dung chính đoạn băng trên cho thấy ông Trần Mạnh Hùng mất bình tĩnh, liên tục dùng từ ngữ thô tục đe dọa với ông Dương Văn Hiền. Ngược lại, ông Hiền tỏ ra bình tĩnh đón nhận. Tuy nhiên, nguồn cơn của sự việc lại bắt nguồn từ việc một số tờ báo đăng tải nội dung ông Hiền tố cáo ông Hùng từng đe dọa gây sức ép lên việc phân công trọng tài. Những thông tin này, theo ông Hùng, là hoàn toàn bịa đặt. Đáng nói hơn, ông Hiền khẳng định không phát ngôn như vậy trước báo giới. VFF yêu cầu ông Hiền phải làm việc lại với những tờ báo đăng nội dung phỏng vấn ông liên quan tới ông Hùng. Sự việc này chắc chắn chưa kết thúc vì còn nhiều khúc mắc, nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, rõ ràng việc những nhân vật có địa vị có tiếng nói trong làng bóng đá Việt Nam hành xử quá thiếu văn hóa. Báo chí không hề bịa lời ông Hiền và nếu có, ngay khi biết thông tin vị phó ban trọng tài chắc chắn không để yên. Vậy phải chăng ông Hiền đã chủ động cung cấp thông tin tới truyền thông nhưng rồi lại phủ nhận? Về phần mình, ông Trần Mạnh Hùng vốn tính khí nóng nảy, nhưng việc mạt sát người khác giữa cuộc họp cho thấy ông Hùng quá thiếu kiềm chế, nặng lời hơn là lỗ mãng. Cả ông Hùng lẫn ông Hiền đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bóng đá Việt Nam. Vậy các đội bóng sẽ nghĩ gì, các huấn luyện viên nghĩ gì, các cầu thủ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh chợ búa ở thượng tầng nền bóng đá? Cách đây không lâu, dư luận lên án huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi vị thuyền trưởng Hà Nội FC dùng lời lẽ thô tục nhắm vào trọng tài Thượng Bắc Chính như vậy, đừng trách tại sao bóng đá Việt Nam luôn trong tình trạng hỗn loạn. Nhìn xa hơn, việc đấu đá chiêu trò ở thượng tầng bóng đá khiến người hâm mộ cạn dần niềm tin, thứ tưởng như mới được hồi sinh sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Nữ phó chánh án nhận 300 triệu đồng để chạy án. Khi là thẩm phán, phó chánh án tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội, bà Lê Thị Bích Anh đã nhận 300 triệu đồng để chạy án cho bị cáo hưởng án treo. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Anh, sinh năm 1965, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, về hành vi nhận hối lộ quy định tại Điều 354, Bộ Luật Hình sự, năm 2015. Ngoài ra, bị can Bích Anh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Theo tài liệu điều tra, trong thời gian đang là thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng, Lê Thị Bích Anh được phân công xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8 tháng 10 năm 2016 tại Cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày 2 tháng 8 năm 2017, thẩm phán Lê Thị Bích Anh nhận 300 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Lan, em gái của bị cáo Nguyễn Văn Kiên, với thỏa thuận xử cho bị cáo Kiên được hưởng án treo. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Kiên 3 năm 6 tháng tù giam. Không đúng như thỏa thuận, gia đình bị cáo Kiên đã tìm đến thẩm phán Bích Anh đòi lại tiền chạy án, đồng thời bí mật ghi âm, ghi hình việc đòi lại tiền để tố cáo thẩm phán Bích Anh tới cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Được biết, trong đoạn băng ghi âm, ghi hình, có một chi tiết nội dung về thẩm phán Lê Thị Bích Anh trả lời đương sự. Trong số tiền 300 triệu đồng, bản thân Lê Thị Bích Anh chỉ được hưởng 10 triệu, số tiền còn lại phải biếu cấp trên. Sau khi vụ chạy án bị phát hiện, số tiền 300 triệu đồng này, bị can Lê Thị Bích Anh đã hoàn trả cho gia đình bị hại và nộp đến cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ khi Lê Thị Bích Anh bị khởi tố, đã không đến Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng làm việc. Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho ông trùm Triệu Ký Vòng.
Trên người đối tượng điều khiển xe ô tô chở 20 bánh ma túy có thẻ ngành kiểm lâm mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác tại chi cục kiểm lâm Sơn La. Xác nhận thông tin này, Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy BC47, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đang phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Sơn La để thẩm tra và xử lý vụ việc. Như báo đã đưa tin, thực hiện chuyên án 217T, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lực lượng đón lõng chuyến hàng độc di chuyển từ Sơn La theo tuyến quốc lộ 1A về phía Lạng Sơn. Đó là chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 29C80674 do Phạm Xuân Lân, sinh năm 1981 điều khiển. Trên xe có Phạm Xuân Dũng, sinh năm 1983, em ruột của Lân, cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vào khoảng 17h30 ngày 16 tháng 5 tại thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an dừng chiếc xe ô tô kể trên và tiến hành kiểm tra. Khi bóc tách vách ngăn thành xe, lực lượng công an phát hiện 20 bánh ma túy. Khám xét đối tượng Lân và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có một thẻ ngành kiểm lâm số hiệu T181-022-8129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác, chi cục kiểm lâm Sơn La. Đối tượng Lân khai nhận bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lời đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông Trùm, Triệu Ký Vòng, một đại gia ở khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công trên 2 tỷ đồng.